Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Thì trước khi vào câu chuyện tập 25 ngày hôm nay thì Khánh Duy muốn xin lỗi các bạn là hôm qua âm thanh từ tập hôm qua nay nó hơi lởm. Giờ do thằng cu nhà mình nó nghịch vào cái bộ sâu cạc đâm ra mình cũng không để ý. Không để ý tỉnh lại thì lúc nãy Hoài Vũ có nhắn tin hỏi mà sao hôm qua nay âm thanh bị làm sao mà lởm thế. Thì mình mới kiểm tra lại thì mới biết là thằng cu nó nghịch vào. Thì mình cũng vừa chỉnh lại rồi đấy, không biết ổn hay chưa. Thì các bạn nghe xong rồi có gì thì các bạn bảo lại giúp mình. Và chúng ta sẽ đi vào tập truyện của ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 25 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo tập trước lại nói, mấy vị tông chủ, môn chủ, bà chủ lúc bấy giờ lướt nhau cùng gật đầu. Đột nhiên trên đỉnh đầu của Thất Sát Cung cung chủ Hàn Đông Dương, đại kỳ màu xanh phần phật triển khai. Thất Sát Tinh ở giữa mặt cờ gào thét từ trong đại kỳ lao ra, hướng thẳng tới băng sơn. Thất Sát Tinh này chính là do Thất Sát Tinh lực tạo thành, khí tức sát phạt vô cùng nồng đậm. Nó bay lên trên không trung giống như một viên sao băng, ầm ầm đánh vào phía trên băng sơn ở Mã Đạp Hồ. Chỉ một kích liền xóa bỏ tòa băng sơn này. Băng sơn biến mất, đột nhiên một cỗ hàn khí lạnh lẽo vô cùng bốc ra, hình thành mấy vạn đạo băng kiếm ở giữa không trung, dài tới hơn 10 trượng, kêu bong bong nhất tề đánh thẳng lên Thất Sát Tinh. Hàn Đông Dương kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ thấy thể tích của viên Thất Sát Tinh kia nhỏ đi vài phần, rồi bị mấy vạn đạo băng kiếm này đánh bật lại bên trong đại kỳ. Đại kỳ màu xanh lập tức thổi quét tới, làm cho mấy vạn đạo băng kiếm bị đánh nát toàn bộ. Càng nhiều kiếm khí lao ra muốn xé nát đại kỳ màu xanh, đầy trời kiếm quang làm cho người ta nhìn phải hoa mắt. Cho dù là cao thủ cấp giáo chủ như Hàn Đông Dương, thấy thế vẫn không kìm nổi biến sắc mặt quát lên. Cấm pháp mà chủ nhân vô hồn giới lưu lại đã xuất hiện rồi, chư vị còn không ra tay đi. Bách Hoa Cung cung chủ khẽ cười lên một tiếng, đó hoa sen màu hồng phấn kia khẽ rủ xuống, làm cho vô số băng kiếm đóng ở trên không trung. Môn chủ của La Sát Môn, bảo chủ của Huyết Thần Bảo, tông chủ của Quỷ Vương Tông cũng đều ra tay, đánh kiếm khí trở thành hư vô, năm kiện vu bảo ngang trời chấn áp hết thảy hàn khí ở phía dưới, không thể hình thành được kiếm khí. Năm người bọn họ liên thủ rút cục cũng chấn trụ được cấm pháp do chủ nhân vô hồn giới lưu lại. Kiếm pháp bình ổn, mặt nước Mã Đạp Hồ lập tức xuất hiện một tòa bảo tháp 8 tầng, chiếm diện tích chừng 6-7 dặm, một tầng tiếp theo một tầng vọt tới tận mây xanh. Tòa bảo tháp này chính là vô hồn giới, một mộ địa của tuyệt đại cường nhân. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa bảo tháp đan xen giữa thực và ảo, như ẩn như hiện, có thể nhìn thấy được sự vật ở bên trong. Chỉ thấy trong tầng không gian thứ nhất của bảo tháp này, dãy núi liên miên phập phồng, cỏ xanh tùm, có núi, có sông, có cây cối hoa cỏ, thậm chí là yêu thú tinh quái. Thế giới tầng thứ nhất này ước chừng có hàng trăm tòa núi lớn, hùng tuấn kỳ vĩ. Tuy nhiên, ở bên ngoài vật này mà nhìn lại thì lại nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần, giống như một thế giới bỏ túi vậy. Tầng thứ hai bảo tháp cũng là như vậy, tuy nhiên thể tích lại nhỏ hơn đi vài phần. Tầng thứ ba thể tích lại nhỏ hơn tầng thứ hai không ít. Tới tầng thứ bảy, bảo tháp đột nhiên trở thành một mảnh hỗn độn, không thể thấy rõ bên trong có cái gì. Tầng 8 cũng là như vậy. Việc này thuyết minh chủ nhân vô hồn giới đã mở được tầng thứ 6 của bảo tháp do thiên đạo ban tặng, nhưng còn chưa có tu luyện tới cảnh giới cao sâu hơn, liền thọ nguyên hao hết, hồn phách nguyên thần hóa thành hư vô, chỉ lưu lại vô hồn giới này. Cho dù là như thế, chủ nhân của vô hồn giới này tu vi cũng giống như thần thoại vậy, thậm chí sau khi chết không biết bao nhiêu năm, cấm pháp hắn lưu lại thủ hộ mộ địa cũng cần phải có Bách Khoa cung chủ cùng năm nhân vật cấp giáo chủ liên kết lại mới có thể chấn áp được. Có thể tưởng tượng được tu vi của hắn khủng bố như thế nào. Tuy nhiên, càng làm cho Diệp Phúc thấy tò mò chính là vu hồn giới này không ngờ là một tòa bảo tháp.
Bảo tháp, Ngọc lâu đều là thiên đạo kế thừa, tuy nhiên bảo tháp ý nghĩa là chính đạo, còn Ngọc lâu là ma đạo. Đại Tần quốc khai quốc hoàng đế lấy ma đạo lập nghiệp, bởi vậy trong lãnh thổ Đại Tần, đại đa số vu sĩ đều là ma đạo, rất ít khi xuất hiện vu sĩ chính đạo. Diệp Phúc từ lúc du lịch tới nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kế thừa chính đạo. Tuy nhiên, cao nhân chính đạo này đã chết không biết bao lâu rồi, cũng không biết vì sao hắn chết ở đây, để vu hồn giới ở chỗ này. Đám người Bách Khoa cung chủ trấn trụ cấm pháp chủ nhân vu hồn giới lại, đều tự xuất ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, đánh thẳng tới tầng thứ nhất, tòa bảo tháp kia lập tức mở ra một cái động lớn. Năm đại cường nhân liên kết tế khởi nguyên đan, cố định cửa động. Bách Khoa cung chủ tế ra ảo thai của mình, khiến cho mọi người phải ngước nhìn. La Ẩn, Hàn Đông Dương, đám người trong lòng đều rùng mình. Đám đệ tử nghe lệnh mau mau tiến vào vu hồn giới, nếu không chúng ta không chống đỡ được lâu, cửa động phải đóng rồi. Quỷ Vương Tông tông chủ Sài Tuyên cao giọng quát lên. Đệ tử Quỷ Vương Tông nghe vậy lập tức nối đuôi nhau mà vào, trong đó có một đệ tử tu vi đạt tới chân nguyên kỳ, ý đồ nước đục thả câu lần vào trong vu hồn giới. Nào ngờ khi hắn vừa đi tới cửa động, đột nhiên ở một tiếng chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn xương máu. Sài Tuyên tức chết đi được, cả giận mà nói: đệ tử tam nguyên cảnh mới có thể tiến vào, nếu không chỉ có con đường chết mà thôi. 10 ngày sau phải trở về nơi này, nếu không chỉ có thể đợi 3 năm sau mới có thể mở ra được vu hồn giới này. Những người khác trong lòng nghiêm nghị, đệ tử tính toán trà trộn đi vào, thấy dị biến như vậy, vội vàng bỏ qua ý định trong đầu. Lương Vương vội vàng nhét một vật vào tay Diệp Phúc nói: lão đệ, đây là vu sĩ còn sống đi ra khỏi vu hồn giới trước kia, sửa sang lại bản đồ địa hình, người trước tiên thu lại, rất có hữu dụng cho ngươi kìa. Diệp Phúc tạ ơn, đi theo vu sĩ Thanh Châu vào trong vu hồn giới. Vu sĩ cuối cùng tiến vào vu hồn giới, đám người Bách Khoa cung chủ rốt cục cũng không chống đỡ được, tự thu hồi nguyên đan nguyên thai của mình, thông đạo ầm ầm lên đóng cửa. Năm cường giả lập tức thu hồi vu ảo của mình, chỉ thấy cấm pháp xuất hiện, trong chớp mắt đã bao phủ lấy vu hồn giới, hóa thành một băng sơn thật lớn, lơ lửng phía trên mã đạp hồ. 10 ngày sau mở ra vu hồn giới, không biết còn mấy đệ tử có thể sống sót đi ra đây. La Sát môn chủ chính là một thiếu phụ bề ngoài chỉ 30 tuổi, tên là Liễu Thiên Huệ, thân thể đẫy đà, nàng vẫy nhẹ bàn tay, tử la khinh xa càng ngày càng nhỏ đi, dừng trên đầu vai của nàng. Nàng lắc đầu thở dài nói. La Ẩn khẽ cười: người khác không dám nói, nhưng con ta La Tu khẳng định có thể sống đi ra được. Lần vu hồn giới này, huyết thần bảo phái ra 27 danh tử sĩ, không người nào không phải là dung nguyên kỳ kiều phẩm. Những người này hết thảy làm thuốc bổ cho con ta, chỉ cần con ta hấp thu hết tinh khí của bọn chúng, tu vi lập tức đạt tới tam chân cảnh, chân nguyên kỳ đỉnh phong. Mấy vị giáo chủ khác sắc mặt khẽ biến. Huyết thần kinh của huyết thần bảo là một loại vu pháp tâm pháp cùng một thể, nếu tu luyện tới nhân chân nguyên kỳ đỉnh cao, gần như có thể quét ngang tất cả đệ tử các môn phái khác, giết người càng nhiều tu vi càng cao thâm. Nếu giết người đủ nhiều, La Tu nói không chừng có thể nhảy tới hạo nguyệt kỳ. Vu sĩ tam chân cảnh không thể tiến vào vu hồn giới, nhưng nếu ở trong vu hồn giới tu luyện tới tam chân cảnh, sẽ được vu hồn giới coi đó là một bộ phận của chính mình, không hề bài xích. La Ẩn vì con mình mà chuẩn bị thủ đoạn này, đích xác làm cho người ta không thể dự kiến được. Thất Sắt cung chủ Hàn Đông Dương cười lạnh mà nói: chân nguyên kỳ đỉnh cao sao, chỉ sợ không tính là gì là vô địch đâu. Thất Sắt cung ta tiêu phí số tiền lớn mời tới một vị đệ tử hạ gia, vị đệ tử hạ gia này chỉ có dung nguyên cửu phẩm, nhưng đối phó với La Tu chỉ sợ quá đủ rồi. Sao, hạ gia? Hạ gia nào? Còn có thể là hạ gia nào nữa đây? Tất nhiên là Trung Châu hạ gia. Hàn Đông Dương khuôn mặt lạnh như băng, mỉm cười nói. Mọi người sắc mặt tái biến. Trung Châu hạ gia uy danh hiển hách, từ thượng cổ truyền tới tận ngày nay, là một trong những vô hoang thế gia lâu đời nhất. Hạ gia kế thừa so với mấy môn phái của bọn họ còn lâu đời hơn rất nhiều. Tâm pháp, vu pháp hệ thống càng thêm phong phú. Đối với bọn họ mà nói, đó là một quái vật lớn, căn bản không cùng một cấp độ. Hạ gia từng xuất hiện 2 nhân vật cấp đại đế, thống nhất cả phiến đại lục này, thành lập nên Đại Hạ Hoàng Triều. 2 vị đại đế này phân biệt là Vũ và Khải, thực lực đạt tới thiên nhân chi cảnh, gần như có thể nói là đế vị cảnh. Mỗi một đệ tử hạ gia đi ra ngoài, thực lực cực mạnh, không chút hoài nghi, cho dù là tam nguyên cảnh cũng không thể coi thường. La Sắt môn chủ cười khanh khách nói: các người đều có chuẩn bị ở sau cả, cũng may La Sắt môn ta cửa khác không có, thế nhưng phía sau màn là cũng có không ít đâu. Vừa rồi những đệ tử đi vào vừa đúng 14 đôi nam, 14 đôi nữ. Sau khi xong tu có thể đột phá trở thành vũ sĩ chân nguyên kỳ, không biết Tố Tâm Lan tỷ tỷ có để lại hậu chiêu gì không nào. Bách Khoa cung chủ thản nhiên cười nói: ta cũng không có âm hiểm như các ngươi,
Tuy nhiên chỉ chuẩn bị cho các nữ đệ tử của ta một lò quy nguyên đan mà thôi. Chỉ cần tư chất không quá kém, tu luyện tới chân nguyên kỳ cũng không tính là quá khó khăn đâu. Bách Khoa Cung lấy tế luyện yêu thú mà nổi tiếng, tuy nhiên đan dược cũng là danh tiếng của các nàng. Bách Khoa Cung chủ chuẩn bị cho 18 đệ tử của mình mỗi người một lô quy nguyên đan, tu luyện tới chân nguyên kỳ gần như là chuyện chắc chắn. Bọn họ một đám cáo già âm mưu đồ vì đệ tử của mình chuẩn bị rất đầy đủ. Giải Tuyên tông chủ, ngươi chuẩn bị hậu chiêu gì vậy? Mấy người nhìn tông chủ Quỷ Vương Tông Giải Tuyên trong lòng có chút tò mò. Giải Tuyên sắc mặt khẽ biến, cười lạnh liên tục nói: hậu chiêu của Giải Mỗ các ngươi không thể suy đoán được. La Ẩn thần sắc thản nhiên nói: thủ đoạn của Giải huynh thật là kinh người, ta chờ được tâm phục khẩu phục đây. Giải Tuyên cười ha ha, trong lòng lại tức giận vô cùng. Đám tiện nhân này từng người đều không phải là đèn dặn dầu cạn, không ngờ chuẩn bị thủ đoạn như vậy. Lần này đệ tử Quỷ Vương Tông ta chỉ sợ gặp phải thiệt thòi lớn rồi. Đáng tiếc chính là Ngũ Độc giáo chủ Lệ Thượng Dương không có tự mình tiến tới, chỉ phái Vân Môn Sơn chủ đà chủ tế thôi. Hàn Đông Dương ánh mắt chớp động nói: vị Diệp đà chủ này tu vi thật sự thấp một chút, chỉ sợ lúc này đã chết rồi, Ngũ Độc giáo toàn quân bị giết. Những người khác mỉm cười thầm nghĩ: có Ngũ Độc giáo lót đáy, cho dù lần này đệ tử ta có chết thảm cũng không tính là quá mất mặt. Cũng trong lúc đó, Diệp Húc đứng một mình bên ngoài một mảnh thung lũng, mở ra bản địa đồ mà Lương Vương đã cho hắn. Hắn quét mắt nhìn quanh một cái, lẩm bẩm nói: nơi này hẳn là Hắc Thổ Lĩnh rồi. Lương Vương đưa cho hắn tấm bản đồ này là do tính mệnh của không biết bao nhiêu vu sĩ đổi lại mới có được. Nó ghi lại kinh nghiệm của bọn họ trong vu hồn giới, ghi rất rõ rất nhiều cấm địa như Giao Long Đàm, Vạn Yêu Quật, Hoạt Hỏa Sơn. Hắc Thổ Lĩnh cũng là một trong số đấy, bởi vì thổ địa màu đen mà được mệnh danh như vậy. Bên trong đó có chứa nhiều độc vật mạnh mẽ, giải đất trung tâm của Hắc Thổ Lĩnh thì có mấy đại yêu độc tu luyện tới tam chân cảnh. Cho dù là tam chân cảnh vu sĩ đi vào cũng rất ít người có thể sống sót mà đi ra, bởi vậy mới được gọi là cấm địa. Yêu ma dễ giết, độc vật khó phòng, đây là kiến thức phổ thông cơ bản của vu sĩ. Tuy nhiên Diệp Húc mang trên người Ngũ Độc Kinh đúng là không sợ hãi độc vật. Độc vật bên trong độc cốc có ở khắp nơi, dùng để bồi dưỡng ra một trích cổ trùng nữa vậy. Diệp Húc thầm nghĩ, lúc này đi vào trong cốc. Chính lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền tới một tiếng nổ mạnh. Diệp Húc trong lòng khẽ động, thả người nhảy tới một thân cây gần đấy. Theo hướng động nhìn lại, chỉ thấy hai vô sĩ giả dạng quái dị đều tự tế khởi ngọc lâu của mình, một bên chém giết, một bên chạy tới bên này. Trong đó có một người trung niên mặc vu bào màu đen, trong tay cầm một phiên đại hắc kỳ, cao ước chừng 2 trượng, mặt kỳ bay phấp phới. Người còn lại là một vô sĩ trẻ tuổi, phía sau lưng có cái hồ lô đen lớn, to bằng nửa người. Miệng hồ lô đang mở ra, bên trong sôi sùng sục hắc khí. Vô pháp của họ không khác nhau là mấy, đều là Quỷ Vương Ngự Quỷ Quyết của Quỷ Vương Tông. Tuy nhiên khác với Quỷ Vương Ngự Quỷ Quyết mà Diệp Húc đã nhìn thấy trên người Dư Thừa Tiên, hai người này đều đem Quỷ Vương dưỡng ở bên trong vu binh, khi ra tay lợi hại hơn Dư Thừa Tiên không biết bao nhiêu lần. Vu binh trong tay hai người bọn họ đã có vài phần của vu bảo rồi, chỉ thấy đại kỳ màu đen đang lan lộn trong màn sương đen, hóa thành một đầu Quỷ Vương ở trên mặt cờ, thao túng hơn 10 sinh hồn vu sĩ qua lại tung bay, hướng tới người còn lại mà đánh chém. Mà vu sĩ trẻ tuổi thì hồ lô đen lớn ở phía sau cũng toát lên hắc khí, bốc lên không ngừng, hình thành đầu Quỷ Vương, đồng thời cũng thao túng sinh hồn vu sĩ mà đón nhận. Vô pháp của hai người bọn họ giống nhau như đúc, hơn nữa tu vi cũng không hơn kém nhau là mấy, gần như là dung nguyên cửu phẩm, một chân bước vào tam chân cảnh. Hai người này là sư huynh đệ của môn phái thì phải, sao lại phải động thủ với nhau đây? Chẳng lẽ hai người có oán thù gì sao? Diệp Húc trong lòng tò mò vạn phần. Vu sĩ trẻ tuổi vừa ngăn cản vừa lùi về phía sau, cao giọng nói: Trúc sư huynh, chúng ta là đồng môn, sao lại phải tự giết lẫn nhau như vậy? Trung niên vu sĩ kia nhe răng cười ác độc, liên tục thúc giục vu pháp đánh về tới hắn, cười nói: Quỷ Vương Tông của chúng ta có quy củ, đồng môn sư huynh đệ có thể đánh giá lẫn nhau, người thắng là huynh, muốn trách chỉ trách sư đệ ngươi trời sinh rất tốt, nhập môn ngắn ngủi có vài năm, đã suýt chút nữa đuổi kịp ta rồi. Vì miễn cho tương lai chết trong tay ngươi, vẫn là diệt trừ ngươi trước đi thì tốt hơn. Sư huynh, nếu đã bức bách như vậy, đừng trách tiểu đệ vô tình. Vu sĩ trẻ tuổi cũng đã nổi giận, hồ lô màu đen đằng sau toát ra cuồn cuộn khói đen, hóa thành một bàn tay to trên đỉnh đầu, chộp thẳng tới vu sĩ trung niên. Vu sĩ trung niên vội vàng lay động đại hắc kỳ, dùng sức quấy gió, gió lớn bắt đầu khởi động, làm bàn tay to bị dập nát. Không ngờ sau khi bàn tay to kia bị đánh nát,
Đột nhiên một đạo ô quang từ trong khói đen lao ra, nó giống như tia chớp bắn thẳng vào cái lồng nguyên khí của hắn, pang một tiếng, xuyên thấu qua lồng nguyên khí, bắn thẳng vào lồng ngực của hắn, xuyên qua đầu bên kia. Nhìn kỹ lại thì đó là một cây châm nhỏ dài chừng nửa xích, tối om như mực. Vũ sĩ trung niên kêu lên một tiếng thảm thiết, vội vàng sẽ mở quần áo, chỉ thấy trên da thịt trắng như tuyết của hắn có một cái lỗ nhỏ, chung quanh miệng vết thương nhanh chóng biến đen, tiếp theo là những khuẩn ban nhỏ như lông tơ màu trắng. Hắc khuẩn châm ư? Vũ sĩ trung niên vội vàng lấy ra một bình ngọc, ném hơn 10 miếng giải độc đan vào tay, đang muốn ăn thì bàn tay to của vũ sĩ trẻ tuổi đã lao tới, xé rách cánh tay phải của hắn xuống. Vũ sĩ trung niên kêu lên thảm thiết liên tục, vội vàng xoay người chạy trốn, nhưng mà đi chưa được mấy bước liền bị khuẩn ban kia nhanh chóng phủ kín ngực. Trong chớp mắt, cả người giống như bị mốc meo, té ầm ầm xuống mặt đất, thân thể mất đi hết nước, vỡ vụn thành tro. Vũ sĩ trẻ tuổi đi tới trước thi thể của vũ sĩ trung niên, nhặt đại hắc kỳ lên cười ha hả nói: "Trúc sư huynh, người chiếm lấy vị trí thủ tịch đệ tử nhiều năm như vậy rồi, hiện giờ cũng nên thoái vị đi thôi. Hắc khuẩn châm của tiểu đệ là dùng vũ bảo tàn phiến luyện chế mà thành. Trúc sư huynh chết bởi miếng châm này coi như là có phúc khí rồi." Ba tầng long độ phạm biến kỳ lâu chân của vũ sĩ trung niên cũng lập tức phân giải, rơi dụng ra tài liệu. Vũ sĩ trẻ tuổi thu hồi lại đồ vật, nhìn Diệp Húc đang ẩn thân sau một cây đại thụ. Đột nhiên một đoàn hắc khí từ trong hồ lô lao ra ngoài, rít gào hướng tới Diệp Húc. "Ồ, vị sư huynh này nhìn đã lâu rồi, không bằng xuống dưới đây bồi tiếp tiểu đệ chơi đi." Diệp Húc thả người nhảy từ ngọn cây xuống, tránh thoát hắc khí, rồi nhớ mày nói: "Vị sư huynh này, ta chỉ đi ngang qua đây thôi, trong lúc vô ý nhìn thấy các ngươi giao thủ cũng không có ác ý gì cả." Vũ sĩ trẻ tuổi ánh mắt sáng lên cười nói: "Hóa ra là Diệp đà chủ, sớm nghe thấy Diệp đà chủ có thể cứng rắn đánh chết sư thúc Mao Khải Phục, tiểu đệ tự nhiên không phải đối thủ của Diệp đà chủ rồi. Nếu Diệp đà chủ không có ác ý, tiểu đệ liền cáo từ." Hắn chậm rãi lui về phía sau, thấy Diệp Húc cũng không có đuổi theo, làm ra vẻ nhẹ nhàng thở ra, xoay người bỏ đi. Trong khoảnh khắc hắn xoay người, một đạo hắc quang từ trong tay áo hắn bắn ra thẳng tới Diệp Húc. "Chết đi!" Vũ sĩ trẻ tuổi nhe răng cười độc ác, dường như nhìn thấy tình cảnh Diệp Húc bị hắc khuẩn châm đâm thủng lồng ngực vậy. Hắn lạnh lùng nói: "Tông chủ nói qua, nếu ai giết được ngươi liền có thể được truyền thụ Bách Quỷ Kim Cương cấm pháp. Lần này tiện nghi cho ta rồi." Đúng lúc này, đột nhiên vô số ánh đao từ trong ngọc lâu của Diệp Húc bay ra, 24 loan đao kết thành trận thế, giết cào áp chế xuống đầu hắn, trong nháy mắt đã chém nát lồng nguyên khí của hắn rồi. Hắn muốn ám toán Diệp Húc, không biết Diệp Húc đã tính đánh lén hắn. Trong khoảnh khắc hắn xoay người, liền tế ra đao nguyệt tại trận, đưa hắn chui vào trong đó. Cùng lúc đó, Diệp Húc nhẹ nhàng tránh đi hắc khuyển châm đánh lén, hắn mỉm cười nói: "Ngu xuẩn, ta và Quỷ Vương Tông hận thù không thể giải, người nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao?" Vũ sĩ trẻ tuổi đã không còn nghe được những lời này. Đao nguyệt đại trận sau khi phá vỡ cái lồng nguyên khí của hắn, nhân tiện cắt hắn thành thịt vụn. Ngọc lâu của hắn bị nổ tung, hóa thành linh quang phân giải đi. Những thứ cất chứa trong ngọc lâu đều rơi xuống mặt đất. "Ồ, hai kiện vũ binh này thật không tồi, đã được người tế luyện tới vài phần giống như vũ bảo, uy lực không thể khinh thường." Diệp Húc thu hồi bảo vật rơi trên mặt đất, chỉ thấy trong ngọc lâu của hai người này cất chứa rất nhiều tài liệu. Thế nhưng mà bảo để cho hắn phải để tâm thì chỉ có hai kiện vũ binh của bọn họ, một cái là đại hắc kỳ, còn cái khác là kiện hồ lô màu đen cao nửa người. Hai kiện vũ binh này có thể thu được hồn phách của vũ sĩ, tản mát ra một cỗ khí tức băng hàn, hẳn là dùng để ân cần săn sóc tinh hồn của vũ sĩ, có công hiệu làm cho tinh hồn lớn mạnh hơn. Nếu là tu luyện tới tam chân cảnh, chân nguyên kỳ, liền có thể dùng rất nhiều tài liệu đem hai kiện vũ binh này nâng cao thành vũ bảo, uy lực cực kỳ hùng mạnh. Tuy nhiên, tế luyện hai kiện bảo vật này phải tinh thông Quỷ Vương Tông tâm pháp, đối với Diệp Húc mà nói, tác dụng không bằng miếng châm hắc khuẩn kia. Trong hắc khuẩn châm chứa kịch độc và thi khí, thiên về khai phá lồng nguyên khí của vũ sĩ. Một khi khai phá được thân thể vũ sĩ, nhất thời độc vong mà chết. Ngay cả cao thủ dung nguyên kỳ cũng không thể ngăn cản được. Hơn nữa, miếng châm này thể tích không lớn, làm người ta khó lòng mà phòng bị. Hắn thu hoạch còn có mấy bình ngọc đều là giải độc đan, xem ra hai người này tiến vào vô hồn giới mục đích chính là hắc thổ lĩnh này, nếu không cũng không chuẩn bị nhiều giải dược đến như vậy. Hai người bọn họ cất chứa mấy bản kinh thư, Diệp Húc nhìn qua một lần, ghi lại đều là vu pháp khu quỷ lộng ma hại người, trong đó bao gồm pháp môn lấy hồn phách của vũ sĩ cực kỳ âm độc, cũng có pháp môn luyện chế bách quỷ phiên thi ma hổ lô, trong đó còn có hai bản địa đồ vu hồn giới, so với bản đồ của Lương Vương đưa cho hắn thì tinh tế hơn rất nhiều, ghi rõ rất nhiều địa phương chưa từng xuất hiện. Những đệ tử của quái vật lớn như Quỷ Vương Tông này
tự nhiên là có thể do thám phát hiện được càng tỉ mỉ hơn rồi. So với bản đồ của Lương Vương Phủ thì phong phú hơn không ít. À, Cửu Châu địa lý chí. Diệp Húc mở ra một quyển kinh thư cuối cùng, khẽ a lên một tiếng, lộ ra vẻ dị sắc. Bản kinh thư này tên là Cửu Châu địa lý chí, ghi lại nội dung bao hàm toàn diện, bao gồm các danh sơn danh thủy của Cửu Châu cùng với phân loại khá nhiều loại khoáng vật. Những khoáng vật này cũng không phải là phàm phẩm mà là tài liệu luyện chế vu bảo đủ loại, ước chừng chia làm 9 cấp độ lớn. Phẩm chất lấy thiết làm tên, chia làm tinh thiết, bách luyện tinh cương, huyền thiết, thiên ngoại huyền thiết, vạn nan huyền thiết, thâm cốc tinh thiết, vạn năm thiết mẫu, kim tinh khí, ngũ hành kim khí. Diệp Phúc đã từng chứng kiến qua vài loại tài liệu, nhưng hàn thiết thuộc cấp bậc tinh thiết, xích diễm đồng tinh thuộc bách luyện tinh cương cấp bậc, loan đao của Đao Nguyệt Đại Trận chính là huyền thiết tạo thành vũ binh, mà tinh thần nguyên tử tinh thạch thì thuộc loại thiên ngoại huyền thiết cấp bậc. Hắn còn một kiện Uyên Ương Long Phụng Đỉnh, trong đó trộn lẫn vài vạn năm huyền đồng, giá trị rất cao. Cấp bậc khoáng vật càng cao, giá trị càng cao, dùng để luyện chế vu bảo uy lực càng mạnh. Nếu có thể sử dụng ngũ hành kim khí luyện chế vu bảo, coi như là tam chân cảnh vu sĩ cũng có thể đem tam đan cảnh cường giả đánh chết được. Diệp Phúc thời gian trở thành vu sĩ rất ngắn, hiểu biết về vu sĩ rất ít. Hắn xem ra giá trị của bản Cửu Châu địa lý chí này còn hơn hai kiện vu binh kia. Có bản Cửu Châu địa lý chí này, về sau tìm kiếm bảo vật cũng sẽ tiện hơn nhiều. Diệp Phúc cẩn thận kiểm tra những gì hai gã vu sĩ Quỷ Vương Tông kia cất chứa. Hai người này đều là đệ tử tinh anh của Quỷ Vương Tông. Trong Ngọc Lâu cất chứa rất nhiều tài liệu, tuy nhiên thứ tốt nhất chỉ có huyền thiết, to tầm một nắm tay. Đại đa số tài liệu đều là tinh thiết thay khoáng vật cấp bách luyện tinh cương. Hắn thu tất cả những thứ này, rất nhanh liền ý thức được một vấn đề cực kỳ quan trọng. Hàn quang chợt lóe trong mắt, thầm nghĩ: ở Vu Hồn Giới, nơi coi vô pháp vô thiên này, đi khắp nơi tìm kiếm tài liệu bảo vật, chỉ sợ không phải cách nhanh nhất. Cách nhanh nhất chính là tiêu diệt kẻ khác, cướp sạch của cải của bọn họ. Đây là một cái cơ hội, đồng thời cũng là một thách thức lớn. Tiêu diệt kẻ khác liền tương đương những người đó là vì mình tìm kiếm bảo vật và tài liệu. Ta có thể nghĩ đến điểm này, chắc chắn những người khác cũng có thể nghĩ đến. Trong Vu Hồn Giới khẳng định sẽ có một hồi long tranh hổ đấu thảm thiết vô cùng, không biết bao nhiêu người sẽ phải chết ở nơi này đây. Chẳng qua có thể giao thủ cùng những đệ tử môn phái đấy, thật sự là một cơ hội rèn luyện cho bản thân. Diệp Phúc đi đến chỗ sâu trong Hắc Thổ Lĩnh, dọc đường đi hắn phát hiện rất nhiều loại linh dược. Những thứ dược này, một số là hoa độc, cỏ độc, luyện chế thú hoa đan, một số khác lại chứa linh khí, có thể dùng để luyện chế đan dược, gia tăng tu vi. Những linh thảo đó thường có độc vật canh giữ bên cạnh, Diệp Phúc từng gặp qua. Bên cạnh một gốc hồi xuân thảo, trong cỏ khô bùn lầy, không ngờ có một con du diên có đầu to tầm 3-4 mét chiếm cứ. Hắn đang định hái dược, con du diên đầu to này đột nhiên lao ra từ nền đất đánh tới hắn. Du diên kia đã tu luyện thành yêu, toàn thân vô cùng cứng rắn, hung ác dị thường. Diệp Phúc dùng Đao Nguyệt Đại Trận cũng không thể chém chết nó. Cuối cùng nhanh trí tế ra Thần Mộc Vương Đỉnh, con du diên đầu to liền ngoan ngoãn bị hắn thu vào trong đỉnh, an phận mà lại. Dọc theo đường đi, Diệp Phúc lại gặp được linh dược, thường tế xuất Thần Mộc Vương Đỉnh ra thu độc vật canh giữ linh dược vào trong đỉnh. Độc vật trong Hắc Hậu Thổ Lĩnh này rất nhiều, đối với những người khác mà nói đó là một khu cấm địa. Muốn khai thông Hắc Thổ Lĩnh nhất định phải đem hết toàn lực ra, hơn nữa phải có loại đan dược giải độc. Cho dù là như vậy, bọn họ tuyệt sẽ không thoải mái giống như Diệp Phúc. Có Thần Mộc Vương Đỉnh, Hắc Thổ Lĩnh tầng tầng lớp lớp nguy hiểm này với Diệp Phúc mà nói chính là một con đường bằng phẳng, khắp nơi là bảo vật tùy tay hái lấy. Hắn giành được Ngũ Độc Kinh, chỉ nhận biết các chủng loại hoa độc, cỏ độc, với các loại linh thảo khác lại mù tịt. Tuy nhiên gặp được dược tài không biết, Diệp Phúc vẫn hái hết xuống thu vào gieo trồng trong Ngọc Lâu. Những linh dược đó ta không nhận ra, Hùng Bi lại rất quen thuộc và hiểu được cả cách trồng. Diệp Phúc lại thu lại một hạt lớn màu xanh, tiếp theo hái một gốc cây trạng nguyên. Hắn chưa đi đến vùng đất trung tâm của Hắc Thổ Lĩnh đã thu thập được hơn 10 loại linh dược. Hắn thầm nghĩ: sau khi trở về, con hắc hồng kia bận rộn rồi đây. Hắn cực kỳ tò mò, linh dược nơi đây thật sự rất nhiều, không đi bao xa liền có thể gặp được một gốc. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nói nơi này từng là một mảnh linh điền. Hắn không khỏi hoảng sợ trong lòng, diện tích Hắc Thổ Lĩnh không phải ngàn mẫu, cái này chẳng phải là chủ nhân Vu Hồn Giới từng mở ra linh điền mấy ngàn mẫu dùng để gieo trồng dược tài hay sao? Cái này thật sự là một danh tác khủng bố, gần tương đương với số lượng linh điền của một môn phái Bách Khoa Cung. Sản lượng dược tài tất nhiên cực kỳ kinh người, đạt tới con số thiên văn. Hắn đi càng lúc càng xa, dần dần đi đến giải đất trung tâm của Hắc Thổ Lĩnh. Dược tài xuất hiện ở nơi đây đã không phải loại thông thường, 80-90 phần Diệp Phúc đều không nhận biết. Tất cả linh dược ở nơi đây đều là chân phẩm hiếm có, giá trị không thể đo lường được.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bách Cô Cung, La Sát Môn và Ngũ Môn Phái đều bon chen đến vô hồn giới này. Nếu có thể hái được linh dược chân phẩm trong vô hồn giới, nếu có thể gieo trồng, nhất định là một khoản tài phú hiếm có. Cùng lúc đó, hai gã vũ sĩ cùng đi vào trong Hắc Thủ Lĩnh tìm kiếm khắp nơi, chỉ thấy lác đác vài cọng linh dược. Hai người này mặc tinh bào, trên áo choàng đen kịt thêm một ngôi sao trắng như tuyết, thực lực cũng cực kỳ mạnh, sát khí dày đặc. Những độc vật thủ hộ linh dược bị bọn họ liên thủ dùng vũ pháp giết chết. Trần sư huynh, linh dược nơi này thưa thớt như thế, chẳng lẽ có người đã tới trước chúng ta tiến vào Hắc Thủ Lĩnh hay sao? Một vũ sĩ vừa đen vừa thấp nghi hoặc nói. Tên vũ sĩ kia tên là Trần Bác, là đệ tử Thất Sát Cung, nhíu mày nói. Sao có người lại có thể nhanh hơn chúng ta được? Nơi đây không có chút dấu vết chiến đấu, hơn phân nữa là đã bị các vũ sĩ vào lần trước hay đi. Chúng ta tiếp tục tìm nào. Hai người đi ra khoảng 3-4 dặm, vẫn không thu hoạch được mấy, trong lòng một bực không thôi. Bảo vật trong vô hồn giới đã sớm bị các vũ sĩ vào lần trước vơ vét hết rồi. Cho dù có, giá trị cũng không cao. Muốn có thu hoạch lớn, nhất định phải vào trong cấm địa. Hắc Thủ Lĩnh đúng là một khu cấm địa, độc vật rất nhiều. Tuy nhiên chúng ta đi lâu như vậy, nhưng lại chưa gặp được độc vật nào cả. Chẳng lẽ thật sự có người tới trước một bước hay sao? Phía trước có người. Trần Bác nhìn đến bùn đất còn mới, đúng là lúc Diệp Húc ngắt linh dược đào ra, lưu lại dấu vết, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, âm mưu nói. Quả thật là có người đến trước chúng ta một bước, tiến vào chỗ sâu trong Hắc Thủ Lĩnh rồi. Sư huynh, có muốn giết hắn hay không? Vũ sĩ vừa đen vừa thấp kia liếm liếm môi hỏi. Đây là đương nhiên rồi. Trần Bác điềm nhiên nói. Đằng trước kẻ đó đã mở đường cho chúng ta, thu thập dược tài, giết hắn toàn bộ đều là của chúng ta. Dọc đường hắn thu thập không ít tinh dược, thật sự là một khoản không nhỏ. Giết người, cướp của ở trong vô hồn giới chính là chuyện thường ngày. Ở bên ngoài tốt xấu cũng có địa phương để nói lý lẽ, mà ở trong đây tôn trọng chính là luật rừng. Vũ lực là tối thượng, chỉ cần có thực lực hùng mạnh có thể giết chết bất kỳ gã vũ sĩ nào, cướp đoạt của cải, thậm chí là tính mạng của đối phương. Cho dù là trong vô hồn giới tiêu diệt một người xong, sau khi ra ngoài môn phái của kẻ đã chết cũng sẽ không vì thế mà gây chiến. Bởi vậy vô hồn giới tuyệt đối là một nơi vô pháp vô thiên, của cải luôn tồn tại cùng nguy hiểm. Vô hồn giới này là nơi khiến cho vũ sĩ điên cuồng cướp đoạt. Linh khí, không ngờ nơi này có linh khí. Diệp Húc đi đến chỗ sâu nhất trong Hắc Thủ Lĩnh, chỉ thấy trong núi rừng tràn ngập linh khí nhàn nhạt, như nước chảy trên mặt đất, không khỏi thất thanh mà nói. Hắn đánh giá bốn phía, linh khí ngưng trọng trong này không tiêu tan đi, mà trong không khí đâu đâu cũng tràn ngập dược hương, làm cho người ta hô hấp tu vi không tự giác liền tăng lên. Tu luyện trong nơi này gấp trăm lần bên ngoài. Diệp Húc chú ý thấy trên vách núi lại có một dòng linh tuyền róc rách chảy xuống. Linh khí cùng dòng nước hỗn tạp tại một chỗ chảy ra từ trên vách núi tưới lên mảnh đất này. Hiển nhiên trong vách núi có linh mạch, có thể liên tục sinh ra linh khí. Hắn trong lòng lại khiếp sợ. Vu hồn giới là một cường nhân vu pháp tu vi đạt tới mức kinh thiên động địa chết đi. Không gian do ngọc lâu hình thành, nơi này căn bản không có khả năng tự nhiên mà sinh ra linh mạch được. Linh mạch của Hắc Thổ Lĩnh nhất định là chủ nhân vu hồn giới chuyển từ bên ngoài vào rồi. Hắn lập tức nghĩ đến, có lẽ vị tiền bối cao nhân kia căn bản chưa hề di chuyển linh mạch, mà là bản thân Hắc Thổ Lĩnh đã có linh mạch. Vị cao nhân kia chỉ cần dùng thần thông vô biên truyền cả tòa Hắc Thổ Lĩnh này vào trong ngọc lâu của mình mà thôi. Cái này quả thật đúng là đại thần thông kinh thiên động địa, dù là cung chủ Bách Khoa Cung cũng khó có thể vọng theo. Có lẽ vị cường nhân thần bí rút đi kim khí của hơn 10 mỏ Bách Man Sơn mới có bản lĩnh này. Vũ hoàng thế giới cao thủ xuất hiện lớp lớp, cường nhân mọc lên như rừng. Nếu ta còn ở lại Liễu Châu, đích thực không có cách nào nhìn thấy những nhân vật thần thoại như vậy rồi. Tại nơi phụ cận chỗ linh mạch này mọc một cây linh dược kỳ quái vô cùng, cao tới mấy trượng như cổ thụ che trời, cũng có rễ cây vô cùng rộng lớn. Mà trên mặt đất lại lộ ra một ít linh thảo kỳ quái còn non. Độc vật thủ hộ trong này hơn hẳn những độc vật bên ngoài. Độc yêu toàn thân màu xanh, đã tu luyện tới tam chân cảnh. Chu quả sao? Diệp Húc nhìn từ xa một gốc cây màu đỏ như lửa mọc trên vách đá. Trên cành cây lộ ra 5-6 quả đỏ rực, to tầm quả long nhãn, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Chu quả là một loại linh dược cực kỳ hiếm thấy, quả của nó có thể để thăng tu vi của vũ sĩ trên phạm vi lớn, công hiệu tốt hơn quy nguyên đan gấp trăm lần. Một quả đã chín đủ cho một vũ sĩ bổ nguyên nhất phẩm, trong nháy mắt tăng lên tới dung nguyên cửu phẩm. Hơn nữa, 6 trái chu quả này hiển nhiên đã sắp chín. Trên trái cây đỏ rực thường thường tuôn ra một đám phù văn kỳ quái. Những phù văn đó vừa xuất hiện liền lập tức rút đi linh khí đi, biến mất trong quả. Đây là chu quả đang hô hấp,
để chín nhanh hơn. Giá trị và công hiệu của mấy quả chu quả này vượt xa những linh dược khác. Nếu có thể ăn toàn bộ, dùng hết dược lực tu luyện cửu chuyển nguyên công, môn công pháp này nó không chừng có thể thuận lợi tu luyện lên cảnh giới cửu chuyển rồi. Tim của Diệp Húc đập loạn lên, đang muốn đến gần, đột nhiên thấy phía trên vách núi một con chân lớn chậm rãi bò ra, thò đầu liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng khiến cho hắn khiếp đảm. Hắn hít một ngụm khí lạnh. Con cự mãng này dài hơn 20 mét, khi ngẩng đầu cao 7-8 mét, gần bằng độ cao của 3 tầng lầu. Cái đầu hình tam giác dẹt mọc lên hai bao xương, đã có xu thế hóa dao. Yêu khí toàn thân của nó lồng đậm, gần như thực chất, có thể so với khí thế của Ưng Tiên Sinh. Sở dĩ nó không biến hóa thành người là bởi vì nó căn bản chưa từng gặp qua nhân loại, chứ không phải nó không thể biến hóa. Con cự mãng này tuyệt đối là đại yêu hạ nguyệt kỳ, cực kỳ khó đối phó đấy. Diệp Phúc do dự, nhìn chu quả, rồi lại nhìn cự mãng. Hắn cắn răng, lập tức tế khởi thần mộc vương đỉnh, cái miệng đỉnh lập tức trở nên to hơn gấp trăm lần, rộng chừng 3-4 trượng. Hương khí nồng đậm liền tràn ra. Diệp Phúc chú ý tới độ rộng của miệng đỉnh, thở dài, lập tức thu hồi thần mộc vương đỉnh, yên lặng mà rút lui. Cái miệng thần mộc vương đỉnh căn bản không chứa được thân thể con cự mãng này, mà cho dù có thể hấp dẫn con quái vật này, cũng chỉ có thể là con cự mãng này nuốt thần mộc vương đỉnh vào, chứ không phải là chui vào trong đỉnh. Tuy rằng hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể rút đi. Chu quả dù quý báu vô cùng, nhưng vẫn không bằng tính mạng bản thân được. Đối phó với con đại yêu này, trừ khi ta dùng thú hóa đan lấy được cả ngũ độc động phủ. Chẳng qua hai viên thú hóa đan kia tuy có thể khiến thực lực của ta tăng lên hạo nguyệt cảnh, nhưng sẽ làm thú tính không thể khống chế được. Đến lúc đó có khi cả chu quả cũng sẽ bị hủy đi, mất nhiều hơn được. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng người truyền đến, tâm vừa động, vội vàng lắc mình trốn ra xa xa, ẩn nấp xuống. Cảm giác của vô sĩ cực kỳ nhạy bén, nếu khoảng cách quá gần, rất dễ bị người phát hiện. Ở ngoài hắc thổ lĩnh, do hắn cách đệ tử Quỷ Vương Tông quá gần, cho nên mới bị đối phương phát hiện. Giờ phút ngừng thở, chỉ thấy hai gã vô sĩ mặc tinh bào màu đen, một trước một sau, đi tới trên ngực thêm một ngôi sao màu trắng, trong lòng nao nao. Đệ tử của Thất Sát Cung ngư. Sư huynh, mau nhìn, kia hình như là chu quả. Nhạc Tùng đột nhiên phát hiện chu quả mọc trên vách núi, hưng phấn vạn phần, cuống quýt mà nói. Trần Bác cũng phát hiện ra linh dược này, tim đập loạn lên, lập tức quét mắt bốn phía, thấp giọng mà nói. Kỳ quái, vũ sĩ hái dược trước chúng ta sao lại không nỡ ở đây đấy? Nhạc Tùng cười nói. Quá nữa là bị độc vật giết chết rồi. Sư huynh, đây chính là chu quả đấy. Nếu chúng ta lấy được linh dược này, dùng xong lập tức có thể trở thành cao thủ tam chân cảnh. Nói tới đây, hắn lập tức phát hiện ra con cự mãng trên đỉnh núi, sắc mặt khẽ biến. Con cự mãng này hình thể to lớn như thế, chỉ sợ đã sớm tu luyện thành yêu, không hề dễ đối phó. Sư huynh, làm sao bây giờ? Nhạc Tùng nuốt nước miếng, run run mà hỏi. Trần Bác sắc mặt u ám lạnh lẽo, hung tợn nói. Nhân vô hoành tài bất phú, mã vô dạ thảo bất phì. Người không có tiền của phi nghĩa thì không giàu được, ngựa không có cây cỏ ban đêm thì không béo được. Sư đệ, người tới dẫn con cự mãng này rời đi, ta đi hái dược. 6 viên chu quả, ta cho người 4 quả, vi huynh chỉ cần 2. Khóe mắt của Nhạc Tùng run lên, do dự một lát, cắn răng nói. Được, phú quý chỉ có được trong gian khó, ta liều mạng. Sư huynh, người nói phải giữ lời, sau khi việc thành phải chia cho ta 4 quả. Trịnh Bác trịnh trọng gật đầu, cười ngạo nghễ. Sư đệ yên tâm, người cứ dũng cảm dắt con cự mãng này rời đi, chạy trốn thật xa vào. Vi huynh ngái quả chu quả xong, sẽ đi tìm ngươi. Hắn lại có tính toán khác trong lòng, hắn tầm nhủ. Phần cho người 4 quả sao, sao có thể được? Trước tiên không nói chuyện ngươi có thể chạy trốn khỏi miệng con cự mãng kia hay không. Cho dù ngươi có thoát được, nếu đòi ta chu quả, ta cũng sẽ không chút do dự mà thủ tiêu ngươi. 6 quả chu quả đủ để khiến cho tu vi tăng lên hạng nguyệt kỳ. Ở trong Thất Sát Cung có thể được coi là cao thủ cực kỳ xuất sắc. Tất nhiên sẽ được cung chủ coi trọng rồi. Thậm chí có khi còn truyền cho ta Thất Sát Sát Phạt Chân Kinh. Thất Sát Sát Phạt Chân Kinh chính là tâm pháp chấn phái của Thất Sát Cung, nổi danh cùng với Thiên Ma Nguyên Hóa Chân Kinh, Bách Khoa Cung, Huyết Thần Kinh, Huyết Thần Bảo, Bách Quỷ Kim Trương Cấm Pháp, Quỷ Vương Tông, đều là một môn cấm pháp tản thiên, uy lực cực kỳ cường đại. Diệp Húc cách quá xa, không thể nghe được những gì hai người kia đã nói. Đã thấy một gã vũ sĩ thấp đen trong đó đột nhiên chân đạp hư không, phóng thẳng hướng con cự mãng trên vách núi, xa xa liền quát to một tiếng. Một thanh lợi kiếm do ngần ngàn thanh Thất Sát tinh lực ngưng tụ thành hình, bao phủ phạm vi 50 thước, bay lượn trên đỉnh đầu của hắn, khá là đồ sộ. Nhạc Tùng quát to một tiếng, đem hàng nghìn thanh tinh kiếm chém tới con cự mãng kia. Diệp Húc không khỏi cả kinh trong lòng,
Đây chính là đại diễn thiên kiếm khí, được Nhạc Tùng dùng thất sát tinh lực thúc dục, uy thế ngập trời. Đại diễn thiên kiếm khí vốn là nhị đẳng vô pháp, uy lực thua xa thanh giao kiểu thức, là loại thượng đẳng vô pháp. Tuy nhiên thất sát tinh chủ trưởng sát phạt, sát khí rất nặng. Nhạc Tùng dùng thất sát tinh lực thúc dục đại diễn thiên kiếm khí, uy lực không ngờ vượt ra khỏi vô pháp người thường phát huy ra tới mấy lần. Điều này làm cho mắt hắn sáng ngời lên, được chứng kiến những phương pháp sử dụng khác nhau của tiểu chu thiên tinh lực của mình. Tiểu chu thiên tinh lực của hắn chẳng những bao hàm thất sát tinh lực, mà còn cả tử vi tinh lực, huyền vũ tinh lực, thái nguyên tinh nguyên khí, thái âm chi lực, chừng hơn 10 loại. Nếu có thể tìm khai triển các loại vô pháp của các loại tinh lực khác nhau, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng lên cực nhanh. Đại diễn thiên kiếm khí của Nhạc Tùng đánh lên thân con cự mãng kia, ánh lửa văng khắp nơi, nhưng ngay cả một mảnh vảy cũng không chém rơi được. Con cự mãng kia đau đớn, giận dữ hí lên một tiếng, ngẩng đầu hung ác nhìn về phía Nhạc Tùng. Nhạc Tùng thấy thế, lập tức chạy ra xa. Lúc chạy trốn, hắn dùng kỹ xảo vô pháp cũng khiến cho Diệp Phúc mở rộng tầm mắt, chỉ thấy hắn bước một bước, liền có một đạo kiếm khí tự động xuất hiện dưới chân, dùng sức bắn lên, đưa hắn bay ra tầm sau 5-60 mét. Bước thứ hai, một đạo kiếm khí lại sinh ra, liên tục không ngừng, khiến tốc độ của hắn nhanh như phủ quang lực ảnh vậy. Đây là đệ tử đạt được vô pháp chân truyền, thực lực mạnh, lần đầu tiên ta mới thấy, người như vậy mới là vô sĩ chân chính. Trong mắt của Diệp Húc không khỏi hiện lên hưng phấn, so với những con cháu quý tộc hắn gặp trước đây, những đệ tử thất sát cung này mới là vô sĩ chân chính, được đào tạo và tu luyện có hệ thống, thực lực vượt xa những kẻ cùng thế hệ. Trong tâm Diệp Húc, vô sĩ chân chính phải như thế, các loại bản lĩnh, vô pháp, thoải mái tự nhiên, các loại kỹ xảo, thiên biến văn hóa, hạ bút thành văn. Đáng tiếc, hắn ta chết chắc rồi. Cái đuôi cực lớn của con cửa mãng kia đột nhiên phẩy mạnh một cái, ầm ầm bay lên, lập tức vách núi bị nuôi nó quét sụp một mảng, đá vụn bay loạn, chỉ thấy con đại yêu này yêu vụ tràn ngập bọc quanh thân thể khổng lồ của nó, khống chế yêu khí lăng không phi hành. Cái đuôi nhẹ nhàng lắc một cái, liền thoát ra vài trăm thước đuổi theo Nhạc Tùng. Diệp Phúc chỉ liếc mắt một cái, liền biết tên đệ tử thất sát cung này chắc chắn phải chết. Loại chênh lệch tu vi cảnh giới này, căn bản vô pháp cùng kỹ xảo có thể bù lại được, cho nên Nhạc Tùng tuyệt đối không thể thoát khỏi sự đuổi giết của con cự mãng kia. Cùng lúc đấy, thân thể Trần Bác bay lên giống như khói, chộp tới chu quả trên vách núi. Tay của hắn còn chưa chạm đến chu quả, liền nghe tiếng kêu thảm thiết của Nhạc Tùng truyền đến, tâm không khỏi trầm xuống. Hái một trái chu quả, liền lập tức rơi xuống đất, lẻn vào trong rừng cây, nương theo sự yểm hộ của cây cối, lao nhanh ra khỏi hắc thổ lĩnh. Từ lúc Nhạc Tùng dẫn dắt cự mãng rời đi cho đến khi chết trong miệng của nó, thời gian chỉ khoảng 3 cái hít vào thở ra, vị phu sĩ gần bước chân vào chân nguyên kỳ liền dễ dàng mất mạng. Trần Bác không ngờ rằng Nhạc Tùng sẽ chết nhanh như thế, khiến hắn không kịp hái những quả chu quả khác. Hắn không dám phi hành trên không trung, chỉ có thể bay đi trên mặt đất, tốc độ cũng cực kỳ nhanh, trong chớp mắt liền chạy đi gần dặm. Ở đỉnh đầu của hắn, con đại yêu kia vù một tiếng liền bay về vách núi. Trần Bác dùng mình, đang định ra tốc chạy trốn, đột nhiên trước mắt một mảng đao quang trắng như tuyết bao phủ lấy hắn. Mảng đao quang này ồ ạt, thậm chí ẩn chứa thất sát tinh lực, hắn biết rõ, khiến Trần Bác kinh hãi thất sắc, gần như tưởng đồng môn ra tay đánh lén mình. Tuy nhiên, hắn cũng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, lâm nguy không sợ, quanh thân đột nhiên mọc lên vô số thanh đao kiếm, nghênh hướng đao quang kia, nguyên khí va chạm, tiếng ầm ầm bạo vang không ngớt, nơi nơi đều là quang đao kiếm ảnh, làm cho người ta không mở mắt ra được. Cùng lúc đấy, ngọc lâu của hắn buông lồng nguyên khí xuống, bảo vệ toàn thân, thủ hộ nghiêm mật, có thể nói là rất chặt chẽ. Đột nhiên bên tai hắn truyền đến một tiếng rồng ngâm, một luồng sát khí mãnh liệt đánh úp lại, khiến hắn cảm thấy giống như đang đối mặt với không biết bao nhiêu con thượng cổ giao long, sát khí nặng còn tại phía trên hắn. Kẻ đánh lén ta, rốt cuộc là ai đây? Hắn trong tâm kinh hãi gần chết, chỉ thấy giao long trên không trung móc cổ vào nhau, hình thành những cái kéo cực lớn, hung ác cắt đến hắn. Cái thứ nhất liền phá vỡ lồng nguyên khí của hắn, những cái sau lần lượt cắt xuống. Cắt cắt cắt. Trần Bác cả người cùng lồng nguyên khí bị cắt thành hai đoạn. Thi thể ngã xuống đất, đến lúc chết vẫn không nhìn đến, rốt cuộc là ai đánh lén hắn, tự cho là đồng môn sư huynh âm thầm ra tay. Ngọc lâu của hắn lập tức tan vỡ, những thứ cất giữ bên trong ngọc lâu cũng ầm ầm rơi xuống. Diệp Phúc lập tức hiện ra cạnh thi thể, huy tay áo một cái, cũng không thèm nhìn, liền đưa tất cả vào trong ngọc lâu của mình. Lại vào lúc này, một tiếng giống long trời lở đất ở chỗ sâu trong hắc thổ lĩnh truyền đến, tiếp theo là một luồng yêu khí cực nặng khóa hắn lại, làm hắn khó có thể nhúc nhích được. Diệp Phúc gian nan ngẩng đầu lên, chỉ thấy con cự mãng kia gào thét không ngừng, bay lên trên vách núi, cưỡi mây đạp gió, bay tới chỗ mình. Hiển nhiên con đại yêu kia phát hiện chu quả mình cực khổ thủ hộ 10 năm thiếu đi một quả, cực kỳ giận dữ, cho là hắn trộm lấy, muốn giết hắn cho hả giận. Con cự mãng này đã tu luyện đến hạ nguyệt kỳ, tu vi cực kỳ hùng hậu,
chỉ bằng yêu khí đã có thể chấn áp được Diệp Húc, khiến hắn gần như không thể động đậy, có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Cự mãng vù vù bay tới, càng ngày càng gần. Diệp Húc giãy giụa lấy một viên đan dược trong ngọc lâu ra, há mồm nuốt vào, vội vàng thúc giục dược lực. Con đại yêu kia đã đuổi đến một nửa khoảng cách, sau một khắc liền sẽ bay đến bên người đánh chết hắn. Con đại yêu kia đuổi đến một nửa khoảng cách, sau một khắc liền sẽ bay đến bên người mà đánh chết hắn. Trong lúc nguy cấp, dược lực rốt cuộc cũng hóa mở. Diệp Húc há mồm gầm lên, một luồng yêu khí trào ra khắp người, tứ chi hắn càng ngày càng dài, thân thể to lên, móng tay dài ra nửa thước, sắc bén như đao, thậm chí ngay cả ngón chân cũng đâm rách dày. Lân phiến màu xám bạc nhanh chóng bò đầy lên da. Đó hiển nhiên là một đầu đại yêu đã tu luyện đến dung nguyên kỳ. Xẹt xẹt, thân thể hắn đột nhiên chùm vào trong đất, phá vỡ núi đá, lao đi như điên. Hắn nuốt viên thú đan vào, đạt được thiên phú của loại yêu thú này, có thể lẻn vào trong lòng đất mà trốn đi. Cự mãng rốt cuộc cũng đuổi đến, chỉ thấy Diệp Húc khóa thân thành yêu thú, chui xuống đất, lập tức giận dữ hí lên không ngừng, cái đuôi thô to ầm ầm nện lên trên chỗ hắn biến mất. Phiến đất đó bị đập ra một cái máng sâu 7-8 thước. Cự mãng nổi giận, đuôi rắn lên cuồng quất, đập cho mảnh đất này lộn xộn hết cả lên. Qua thật lâu sau, dược lực của thú hoa đan bắt đầu từ từ tan. Diệp Húc chui ra khỏi mặt đất, thân hình dần dần khôi phục nguyên trạng, ói ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Con cự mãng kia tuy rằng không có trực tiếp đập hắn, nhưng luồng cường lực chấn động vẫn chạm đến thân thể của hắn, khiến cho hắn bị thương. Có thể thấy được, nếu hắn chạy chậm một bước, tuyệt đối sẽ là kết cục chết cực kỳ bi thảm, bị con đại yêu kia chụp thành thịt vụn. Trong ngọc lâu truyền đến một dòng sinh khí không ngừng làm dịu thương thế của hắn. Ngọc lâu của hắn tràn trề sức sống, so với linh đan chuyên dùng để trị thương còn hữu hiệu hơn. Diệp Húc khoanh chân ngồi xuống, dẫn nguyên khí chữa trị tổn thương cơ thể. Không lâu sau, thương thế của hắn liền tốt hơn 7-8 phần. Đại yêu Hạo Nguyệt Kỳ thật sự là khủng bố mà. Chờ thương thế của hắn khỏi hẳn, Diệp Húc đứng dậy nhìn xung quanh. Dược lực của thú hoa đan duy trì được một khắc, tốc độ ở dưới mặt đất cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đủ để chạy đi hơn 10 dặm. Hiện giờ hắn cũng không biết mình đang ở nơi nào, chỉ thấy cách nơi đấy không xa là một sân cốc. Một con sông từ trong cốc chảy ra, lao đi hướng tây. Con sông này rộng chừng 40 thước, dài không biết bao nhiêu dặm, chính là chủ nhân của vu hồn giới dùng thần thông trực tiếp rút đi từ thế gian, di chuyển đến không gian trong ngọc lâu của mình. Sông này hẳn là Bích Ba Hà, sân cốc kia là Đồng Lô Cốc, rồi sau Đồng Lô Cốc là Hoạt Hỏa Sơn, mà cuối Bích Ba Hà chính là Giao Long Đàm. Diệp Húc đối chiếu với bản đồ địa hình, phân rõ phương hướng, lập tức đi dọc theo Bích Ba Hà hướng đến Đồng Lô Cốc. Hiện giờ hắn cần tìm một nơi an toàn luyện hóa chú quả, nâng cao thực lực của bản thân. Đồng Lô Cốc bên ngoài nhìn như một cái bếp đồng cực lớn, dường như là một cái bếp đồng cực kỳ khổng lồ rơi từ trên cao xuống, đập dãy núi này ra một cái vết tích vậy. Nếu là trước đây, người khác nói Diệp Húc Đồng Lô Cốc là nơi bị Đồng Lô đập ra, nhất định hắn sẽ cười nhạt. Mà hiện giờ tầm mắt của hắn đã rộng mở hơn, biết thế gian tuyệt đối có loại vu bảo khổng lồ như thế, đập ra Đồng Lô Cốc cũng là dễ dàng. Trên bản đồ, chỗ Đồng Lô Cốc ghi rõ có một chữ khí, có ý nghĩa gì đây? Diệp Húc lật đi lật lại bản đồ, nhìn mấy lần, vẫn không nhìn ra nguyên do, không quan tâm nữa, đi thẳng đến Đồng Lô Cốc. Hắn chưa đến gần sân cốc này, liền xa xa nghe được một thanh âm kỳ quái truyền đến, có tiếng đinh đinh dần vang, có tiếng sóng biển mênh mông, có tiếng sấm mầm mầm, có tiếng hót trong trẻo của chim chóc, lại có tiếng kim thiết giao kích va vào nhau, đủ mọi loại âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ. Đến khi hắn đi vào Đồng Lô Cốc mới biết vì sao trên bản đồ lại ghi một chữ khí ở Đồng Lô Cốc. Hắn nhìn vào kinh ngạc ngây người ra một lúc lâu. Chỉ thấy trong sân cốc này, vô số vu binh vu bảo bay loạn khắp mọi nơi, va chạm lẫn nhau, có cái hình dạng như đao, có cái hình dạng như kiếm, cũng có cung nỏ, tên, côn bổng, quà kích, các loại vũ khí cần gì đều có. Những vũ binh vũ bảo đó bị một luồng sức mạnh nào đó thao túng, rèn luyện lẫn nhau trong Đồng Lô Cốc, mượn sự sắc bén và uy năng của đối phương, tu luyện bản thân càng thêm sắc bén, xuất sắc. Ngàn vạn kiện vũ bảo vũ binh đã rèn luyện không biết bao lâu, loại tình cảnh này Diệp Húc ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Hắn chú ý tới trong sân cốc này có không hề ít khoáng vật trồng chất tại đáy cốc, thỉnh thoảng có đao kiếm xẹt qua, dần dần đem không ít khoáng vật tạo ra hình dạng kỳ binh dị bảo. Chờ khoáng vật định hình rồi, đột nhiên bay lên, gia nhập vào trong va chạm giao kích, mài giũa bản thân. Nơi đây chính là một kho báu thật lớn, tùy tiện lấy đi một kiện vũ binh, tính chất đều vượt xa đao nguyệt đại trận của ta kìa. Ánh mắt của Diệp Húc lập tức thẳng ra, thất thanh nói: chủ nhân của vũ hồn giới không biết đã chết bao lâu, Đồng Lô Cốc mà ông ta để lại vẫn rèn luyện vũ binh vũ bảo như trước, tự động rèn khoáng vật thành hình, loại thủ đoạn này chưa nghe thấy bao giờ. Đến khi nào ta mới có thể lại đạt tới cảnh giới này đây?
Diệp Phúc từ từ đi vào trung tâm, đột nhiên thấy trong hàng nghìn, hàng vạn bảo vật kia, một cái đồng đỉnh cổ xưa rất to đang đánh thẳng về phía trước, tản ra uy năng khủng bố. Đi qua nơi nào, tất cả những vũ binh chặn đường đều bị đâm cho dập nát, thậm chí một tòa bảo tháp đã luyện thành vũ bảo cũng bị đâm đứt thành hai đoạn, rơi xuống mặt đất. Một cái thất thái lưu ly trung từ từ bay tới, va vào cái đồng đỉnh kia, lập tức tuôn ra hào quang bảy màu, tán đi khắp nơi, làm cho một số vũ binh xung quanh bị chấn cho dập nát cả. Thái thất lưu ly trung không hề bị tổn hại gì, ngược lại càng thêm sáng rọi tiên diễm, hiển nhiên là một loại vũ bảo khó lường. Không chỉ có thế, trong cốc còn có không ít vũ bảo có uy năng cường đại, uy lực không hề kém so với đồng đỉnh mà thất thải lưu ly trung kia đấu đá lung tung trong cốc. Nhiều vũ binh vũ bảo như thế đã tạo cho đồng lô cốc trở thành một nơi tràn đầy sát khí. Nhưng vũ binh vũ bảo đó hành động không có phương hướng, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết kẻ nào xâm nhập, có thể nói là rất nguy hiểm, thậm chí còn hơn cả hắc thổ lĩnh. Tuy nhiên, nơi đây cũng là một kho báu vô cùng lớn, Diệp Húc không hề nghi ngờ. Nếu đám người La Sắt môn chủ vào được vu hồn giới, nhìn thấy kho báu phong phú như vậy, chắc chắn sẽ đánh nhau vì sân cốc này mà liều chết. Của cải nơi đây đủ để cho bất kỳ cao thủ giáo chủ nào đều phải đỏ mắt. Diệp Húc từ từ ói ra một ngụm chọc khí, hắn lẩm bẩm nói: "Ta vốn tưởng rằng Bách Khoa Cung giàu nứt đổ vách, hiện giờ nhìn thấy đồng lô cốc này, thế mới biết hóa ra Bách Khoa Cung cũng chỉ là ăn mày, mà Vân Sơn môn ta lại là ăn mày trong ăn mày rồi. Thật muốn mang tất cả đồng lô cốc ra Vân Sơn môn ta mà, đáng tiếc ta lại không có đại thần thông rời non lấp biển." Đột nhiên Diệp Húc chú ý thấy, không ngờ có người đã tiến vào trong sân cốc, ở ngoại vi đồng lô cốc tính toán thu vu binh, không chỉ có một nhóm người. Hai người tới gần trung tâm đồng lô cốc nhất là một nam một nữ, áo trắng như tuyết, nam phong thần tuấn lãng, nữ lụa trắng che mặt, dáng người thướt tha, giống như một đôi bích nhân vậy, thực lực của họ cũng cực kỳ cao thâm. Diệp Phúc nhìn thấy hai người đó đã luyện ra chân hỏa, hiển nhiên là vu sĩ tam chân cảnh chân nguyên kỳ, liên thủ thu vu binh, trong thời gian ngắn họ đã thu đi vài món. Hai người này hẳn là đệ tử La Sắt môn, tuy nhiên điều khiến cho Diệp Phúc tò mò là La Sắt môn chỉ thu nữ đệ tử, nam nhân kia không biết đến từ nơi nào mà liên thủ với nàng kia. Mà điều làm cho hắn càng thêm kỳ quái là hai người đó đều là vu sĩ chân nguyên kỳ, luyện giả vi chân, đem nguyên khí luyện hóa làm chân nguyên. Hiển nhiên hai người này trước khi tiến vào vô hồn giới vẫn là vu sĩ tam nguyên cảnh, nhưng sau khi tiến vào vô hồn giới không bao lâu liền đột phá thành công, trở thành cao thủ tam chân cảnh chân nguyên kỳ. La Sắt môn đến tuyệt cùng là có thủ đoạn gì, thật không ngờ chỉ trong thời gian ngắn để thăng tu vi hai gã đệ tử lên cực cao vậy. Môn phái ma đạo đó nội tình tâm hậu, quả thực không thể khinh thường. Ở ngoại vi còn có hai nhóm người nữa, Diệp Phúc nhìn thật kỹ, một nhóm trong đó là hai gã mặc áo đỏ đệ tử Bách Khoa Cung, tế khởi hai con dị thú đang thu vu binh. Nhóm khác là 14 tên vu sĩ, toàn thân tỏa ra quỷ khí dày đặc, động tác cứng ngắc, giơ tay liền chộp tới vu binh, bị vu binh chém cho mình đầy thương tích, cũng không hề nhíu mày lấy một cái. Diệp Phúc tâm vừa động, lập tức biết lai lịch của những vu sĩ đó, hắn thầm nhủ: hóa ra là thi binh của Quỷ Vương Tông. Loại thi binh này chỉ dùng thi thể vu sĩ luyện chế mà thành, hiệu quả ngang với vu binh. Chẳng qua tên đệ tử Quỷ Vương Tông kia rốt cuộc là ở nơi nào đây? Hắn còn chưa tìm ra được phương hướng của đệ tử Quỷ Vương Tông, đã thấy nữ đệ tử La Sắt Môn và tên nam vũ sĩ kia xâm nhập vào trung tâm đồng lô cốc. Chân nguyên của hai người hóa thành bàn tay to cùng chộp tới thất thải lưu ly trung kia. Ầm một tiếng, thất thải lưu ly trung đột nhiên phát ra một tiếng chuông vang, chấn hai bàn tay chân nguyên của hai người họ dập nát. Một luồng sáng bảy màu mờ mờ từ trong chung lao ra, quét qua hai người kia, liền hút bọn họ vào trong chung. Một lúc lâu sau, một đống bột xương từ trong chung rơi xuống. Diệp Phúc không khỏi sởn cả da gà. Hai vị vu sĩ chân nguyên kỳ này không ngờ chỉ mới một hiệp liền bị khẩu thất thải thiêu lưu trung luyện chết, ngay cả đường sống đều không có. Đồng thời hắn lại hưng phấn vạn phần trong lòng, trộn rộn: cái thất thải lưu lưu trung này không ai tế luyện mà lợi hại như thế, dựa vào uy năng tự thân liền dễ dàng luyện chết vu sĩ chân nguyên kỳ, tuyệt đối là vu bảo hiếm có. Vu bảo trong đồng lô ốc cốc này uy năng khẳng định vượt xa vu bảo bình thường, đáng giá để mạo hiểm đây. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 25 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.